Thế nên tôi đã nói rồi, tôi biết quy tắc thông quan có nghĩa là gì. Thọ án chỉ người chơi, 10 lần của 10 là bằng số người tham gia phó bản. Trốn tim, chúng ta bị Nhật Du thần công kích truy đuổi bất ngờ không phải là đang chơi trốn tim sao? Chết bảy con còn lại ba, tôi đoán đó là kết quả tối tệ nhất. Nếu chúng ta vẫn không thể phá vỡ quy tắc tấn công của Nhật Du thần, vậy thì tới thời điểm mặt trời lặn, loại bỏ vừa tròn 70% số người chơi thì phó bản Dạ Du thần sẽ rất nguy hiểm. Đoán thôi sao? người cũng đâu biết rõ nó cũng chỉ là đoán bừa mà thôi sự thật bây giờ là nhiều người chơi có thực lực hơn người như vậy cũng không tránh khỏi công kích của nhật du thần người một tên le và ba nhỏ nho dựa vào cái gì hả nghe thì có vẻ có lý đấy nhưng cũng có thể là bấy của trò chơi đúng thế nhưng vừa rồi cậu ta của thực đã sống sót mọi người giải tán đi hết nửa giờ rồi nó sắp bắt đầu lại rồi tôi quyết định sẽ đi theo đại lão cấp 9. tuy rằng rất đáng ghét nhưng cạnh hẳn là an toàn nhất thái thượng lão quân hoàng mị lão tổ thượng đế phù hộ cho con có thể đi đến cuối cùng ạ à. tiểu huynh đệ ta tin tưởng suy luận của ngươi chỉ là hiện tại làm sao bắt được bóp trốn trong bóng tối cái này sao thì phải xem con át chủ bài của ta có giành phần thắng được không nào đi đi rồi khác tới thôi hừ thần kỹ của ngươi là của ta rồi tiểu tử kia điên rồi sao gần như vậy sẽ bị đốt cháy mất tiêu rồi cậu ta lại chủ động đi chết hệ thống nhắc nhở bạn đã tiếp xúc với nhật du thần hiệu quả của thần lực phục khách đã kích hoạt có thể nhận được một loại thần kỹ của nhật du thần yêu hô hô hệ thống nhắc nhở bạn đã nhận được thần kỹ xuyên thoa âm ảnh tiểu đệ vội vàng thế hả thế ở lại chơi với tỷ tỷ chút đi nào bye bye nhá âm ảnh xuyên thoa đây là con át chủ bài của cậu ta sao ta chưa từng nghe qua có chức nghiệp nào có kỹ năng này âm ảnh xuyên thoa đây là kỹ năng của nhật du thần mà cái này cái này chuyện gì đang xảy ra vậy Ngô thật đấy không lẽ cậu ta nói đều là thật biến mất rồi nhật du thần sắp bắt đầu tấn công rồi nếu không muốn chết thì phân tán ra chỗ có ánh mặt trời đi tuyệt đối không được đứng gần bóng tối tiêu rồi mặt trời sắp biến mất rồi tiểu huynh đệ dùng âm ảnh xuyên thoa để xác định vị trí của đi rồi nói cho ta biết Nhật Du Thần có bá thể, chúng ta không đánh được. Bớt không thể lúc nào cũng duy trì bá thể, bất khả xâm phạm khi không tấn công. Vậy thì lúc cô ta tấn công cũng chính là lúc yếu nhất. Nhân loại nhỏ yếu, cũng dám nhúng tràn thân kỹ của bổn thần. Vậy thì chết đi cho ta. Này, bot đang ở hướng 6 giờ cách khoảng 1,5 5 mét. Mẹ nó. Đã nói là đừng đừng dưới ánh mặt trời rồi mà. Kêu ca ở đây làm cái gì? Tôi đánh yêu cầu phát rồi đấy. Tạm biệt, tiểu tử chết tiệt. Nhật Du thần nhằm về phía tôi rồi này. 1, 2, 3, thuộc tính nhân vật, chu phòng, chức nghiệp, thánh giả, thuộc tính, kỹ năng chức nghiệp, khiến dẫn, mô tả kỹ năng, không có thuộc tính đặc biệt, có thể thăng cấp, sau khi sử dụng, phòng ngự tăng 40%, sau khi khóa chặt vị trí của kẻ địch có thể tạm thời kiềm chế hành động của kẻ địch. Kiên dẫn không phải là kỹ năng của thánh giả sau level 10 sao. Tên này, tiếc thật, cấp độ của các người quá thấp. Muốn phá phòng thủ của ta, thế nên đây mới là phó bản cho tân binh chứ độ khó nằm ở quy tắc và thần kỹ nhưng độ mạnh của bản thân thần nhất định phải phù hợp với cấp độ của người chơi rồi vớ vẩn nhật du thần hiện tại đang không ở gần đây cậu có thể tìm thấy vị trí của cô ta không không hổ là thần kỹ chỉ là khi chui vào bóng tối cũng không hẳn là đi được bất kỳ nơi nào mà chỉ có thể chọn một lối ra nào đấy để đi ra mà thôi không thì cái kỹ năng này khác gì mẹ của vô lý mở cửa cho vô lý đâu có rồi như này là được sao Mội nhỡ tôi bị thiêu thì làm sao đành phải tin anh ấy thôi không có anh ấy thì chúng ta đã chết từ lâu rồi điểm số 4, cẩn thận chút vẫn còn phải giết thêm 20 tên sao bọn chúng phát hiện ra ta số 16, số 7, số 9, số 24, chỉ là nhân loại. chiều này thực sự có tác dụng nhật du thần không thể chịu được nữa rồi vu hồ cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ thắng chỉ là nhân loại cũng dám đùa giỡn với thần ta muốn tất cả các người phải chết tay của tôi mặt của anh quần áo quần áo cũng Tệ rồi, chúng ta đánh vội quá, Nhật Du thần sắp tiến vào trạng thái cùng bạo rồi. Đừng lo, nhìn lên trời đi, trước khi chúng ta bị thiêu cháy, mặt trời sẽ lặn trước, mà Nhật Du thần lúc trước đã tiêu hao quá nhiều rồi, chỉ thiếu một kích. Để hai người mở màn trước đi, khiên dẫn, phải nhanh lên. Thiếu chút nữa, không được, Nhật Du thần không thể chết, một khi cô ta chết, thì giai đoạn tiếp theo ngay cả ta cũng không thể tự bảo vệ, hơn nữa, nếu họ sống sót qua màn tiếp theo, độ khó của phó bản chắc chắn sẽ cao hơn ta rất nhiều. Này này, á. À. Cảm ơn, không có gì, tiêu rồi. Giai đoạn nhật du thần đã kết thúc. Thời gian để người chơi chuẩn bị tiến vào tương dạ là 30 phút. Người quả đáng quá rồi đấy. Y vào đẳng cấp của mình cao hơn mọi người là có thể muốn làm gì thì làm sao. Chính xác, ta làm gì chả được thứ khốn kiếp thật kinh tởm thằng chó chết nhà mày muốn chết tao sẽ giết mày ngay bây giờ ngươi mặc dù đang ở cấp 9, nhưng ngươi có thể thử xem có thể qua được cửa ải này của ta hay không những tên khác thì bỏ đi kiếm pháp của tên này cao hơn ngoài dự đoán với cái tên nghèo rất kia hắn còn có thần kỹ quen đi bồn thiếu gia cũng lời so đo với thứ ngu xuẩn nhà ngươi dù sao vòng tiếp theo các ngươi cũng đều phải chết đến cuối cùng người thắng nhất định là ta Khốn kiếp, nếu cậu thực sự tức giận thì có một cách tốt hơn đấy. Cái gì? Báo cáo, trò chơi chính thức đối với hành vi phá hoại môi trường trời vẫn rất nghiêm ngặt. Không ngờ anh lại là sói ca cao lãnh kiểu này đấy. Hệ thống nhắc nhở thời gian còn lại để tới giai đoạn tiếp theo còn không giờ 3 phút 36 giây. Andy, hồi hát phê và mana, boss mới sắp tới rồi. Ừ. Đồ tốt ghê, anh lấy ở đâu đấy? Qua được ngày này đã rồi tôi sẽ đưa cậu tới một chỗ lại cái gì nữa vậy cẩn thận tối quá ai mang theo ánh sáng thì mau thắp sáng đi quy hướng phong cậu còn ở đó không tôi ở đây đồ ngon phết đơn giản mà thô bạo trang bị trực tiếp chui vào túi mình sao lại nhận được hỏa linh thạc sao dù cậu ta mới chỉ level 3. sau khi trở về thì nhờ chú khoe điều tra một chút vậy mọi người có cảm thấy không có vẻ hơi lạnh không hề chỉ có chút lạnh đâu mà của thực khác gì hầm băng vô vô lý nói nói chuyện thôi mà tôi run cả lên rồi quả nhiên giống như với tình báo trước khi dạ du thần giáng lâm thần kỳ sẽ được triển khai lạnh lạnh quá tôi không đứng vững được nữa không ổn rồi nhiệt độ đã giảm xuống dưới âm độ rồi ai ai có thừa quần áo không mau cho tôi muộn một bộ cũng may thứ này có thể phát ra một chút nhiệt nhưng không nhiều nó không có tác dụng ở đây nhìn kia ở kia có ánh sáng mau mau quá đó là huynh đệ nào vững vàng như thế vậy ánh sáng thuộc tính nhân vật sở dục chức nghiệp pháp sư nguyên tố hệ hỏa viên kỹ năng chức nghiệp dẫn hỏa kỹ năng hiếm có của pháp sư hệ hỏa thứ này sao không phải có tay là làm được thôi à là kỹ năng dẫn hỏa cấp c hiếm có với cd thấp của pháp sư nguyên tố hệ hỏa có thể duy trì trong thời gian dài chẳng trách hắn kiêu ngạo như thế cấp độ của hắn nhất định là dựa vào nguồn lực của gia tộc mà tích lũy lửa mau cho tôi chút lửa có lửa là sẽ không bị chết còng nữa hả quy định từ bây giờ sẽ thay đổi ai giết được chúng ta sẽ cho người ánh sáng và hơi ấm Tôi có thể báo cáo ngay bây giờ không? Thật sự phải giết bọn họ sao? Nhưng nếu không có hai bọn họ, chúng ta đã chết dưới tay Nhật Du thần rồi. Khốn kiếp, nếu như ban đầu tôi cũng được chức nghiệp pháp sư nguyên tố chọn chúng thì tốt biết mấy. Lạnh quá, cho tôi lửa. Mẹ ơi, vợ, vợ ra rồi. Chúng ta vẫn đừng vũng qua cái rét cực đoan này, đơn giản là bởi vì trang bị và cấp độ cao hơn anh ta một chút thôi. Giết thì giết vậy, nếu cứ lạnh thế này thì tôi sẽ chết vì cái khí lạnh này mất. Chính xác, chỉ cần giết hai bọn chúng, ta sẽ cho các người qua vòng này. Hự, một đám tụ tập lại hợp tác cũng chỉ là tạm thời mà thôi trước ngưỡng cửa sinh tử lại tan rã ra cả rất xin lỗi hai vị so với việc dựa dẫm vào các vị để qua cửa thì bản thân tôi phải sống trước đã tấn công tôi nói này ngươi thật sự sẵn sàng tiếp tục để bị hắn lừa gạt đúng không y cậu là sao ngươi có thể nói dối nhưng kết quả thì không nhờ hợp tác của chúng ta ở lần trước mà thế cục đã bị phá mà việc hắn làm thì mọi người cũng đã nhìn thấy rồi người chơi như hắn ta sẽ giúp bót trốn thoát chỉ sợ sau khi hai chúng tôi bị loại bỏ thì hắn sẽ giúp bót giết hết mọi người của thật ta đã thấy hắn đấy chị gái xinh đẹp kia ra ngoài ngay cả khi hắn ta cho cho chúng ta lửa nhưng không thể đánh bại bót hoặc tiền ra quy luật thì cũng chẳng thể qua ai nhưng chúng ta hiện tại đang cần lửa mà Trật, hợp tác các người bị ngu à thần chi cảnh từ khi nào trở nên an toàn như thế thằng nghèo kiết xác kia chẳng lẽ mày tính dùng cái miệng của ngươi để sưởi ấm cho bọn chúng sao chỉ cần không bị lạnh chết thì vẫn có thể kiên trì tiếp trong thời gian tới đường sống hay chết các ngươi tự chọn đi Tôi giúp anh đối phó với bọn họ, anh giúp tôi quài. Không phải chứ, ca đó thật sự sẽ giúp chúng ta. Nhưng, bây giờ chúng ta cần lửa trước đã. Kỹ năng khống chế nguyên tố hỏa của tân thủ chúng ta vẫn chưa đủ mạnh để chống đỡ lại cái rét. Ư, á, bỏ đi, chết thì chết vậy. Mấy người các người căn bản không hiểu được bản chất của chế độ chơi nhiều người. Đại lão, dựa hết vào anh đấy. Đạo cụ chống lạnh của chúng ta cũng không được bao lâu nữa đâu. Bây giờ chúng ta cũng không có lợi lắm. Vậy còn đứng đây làm gì? Không chạy chờ làm bia ngắm. Này này, đừng để bọn chúng chạy mất. Nhanh lên, mau chi ít lửa cho bọn tôi. Lạnh chết mất, không cắt đôi được. Bên này tối quá, không cùng được âm ảnh xuyên ta. Tiếc, màu xanh lá. Kia, kia là cái gì? Mọi người nhìn kìa, trên trời. Xem giá các người thật vô vị. Các người sắp chết hết cả rồi.